của Ruth. Trước khi vào video ngày hôm nay thì Ruth xin các bạn một chút xíu thời gian để mà review cho cái shop của Ruth vừa mới mở. À, shop của Ruth và Ship nha, vừa mới mở trên Shopee. Đúng rồi. Có tên là Ruth Ship Store. Hiện tại thì shop của Ship và Ruth chỉ mới có 2 sản phẩm thôi. Và bây giờ thì Ship sẽ là người giới thiệu 2 sản phẩm đó cho các bạn nha. Hiện tại thì hai cái áo hông đó chính là hai cái áo hông này nè các bạn. Một là của Ship, một là của Ruth. Của Ship thì sẽ có Huggy với lại Ship nè. Của Ruth thì có gì ta? Nhân vật của Ruth trong Play Together. Cái hình này là hình được fan vẽ tặng Ship và Ruth, và được Ship và Ruth sử dụng để làm hình ảnh trên trong áo luôn á các bạn. Và tay áo cũng có logo của Ship và Ruth. Ok. Khoan, hiện tại á, shop của Ruth và Ship đang có một chương trình khuyến mãi đặc biệt cho những bạn fan đầu tiên đặt đơn hàng từ shop của Ruth và Ship. Đó là tặng Huggy. 20 bạn đầu tiên mua đặt sản phẩm áo của cả Ship và Ruth đều sẽ được tặng một bạn Huggy như thế này. Bất quá Huggy các bạn có thể đeo vào cặp để đến trường á. Siêu dễ thương luôn, Ruth phải order từ nước ngoài về để tặng các bạn á. Và đường link mua hàng Ship sẽ đặt bên dưới bình luận. Các bạn hãy vào shop xem thử và cho áo của Ruth Ship mỗi người một team nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Để tránh mua phải hàng giả hay là hàng kém chất lượng thì các bạn hãy vào trực tiếp cái link này để mua nha. Và tất cả những cái đơn hàng mà các bạn đã đặt áo á, thì Ruth sẽ tự tay ghi thiệp cảm ơn các bạn và có ký tên của Ship và Ruth ở trong đó, nên là các bạn mà nhận được cái đơn nào mà không có ở đó thì chắc chắn là các bạn đã mua trúng hàng không phải của Ruth và Ship rồi nha. Và cảm ơn các bạn đã dành một xíu thời gian để nghe Ship và Ruth quảng cáo. Bây giờ thì mình vô video review hai rồi. Bây giờ Ruth tưởng đâu hôm nay là có một mình Ruth là dậy sớm để mà trải nghiệm thôi. Không ngờ là có cả Ship và Sambanh luôn á. Hello các bạn. Ship có cái này nè, có cái con mèo kìa. Ui, con mèo là mặc đồ shipper. Ôi. Đi làm nhiệm vụ là có đó. Đây. Mà không rủ người ta. Giờ đi nè, chở đi nè. Ok. Ra 11. Nhưng mà bạn này có bán con bóng nè. Model mua chữ R đi, là chữ Ruth đó. Ship mua chữ S rồi nè, là chữ Ship á. Trời ơi, ủa nhưng mà nó giống cái logo của shop mình luôn á. RS. Đúng rồi. Mày mua cầm chạy vòng. Lên lên xe. Ok, chở Ruth đây nè. Đây. Ruth là bạn gấu. Bạn có nhiệm vụ gì cho mình? Giao hàng hả? Ok, đơn giản. Ôi, cái gì vậy? Dễ thương quá vậy. Nó mạo hiểm như cái bộ đồ đúng không? Cái nó mạo hiểm này có bán không? Ruth sẽ mua. Ruth sẽ mua nha. Chắc không đâu. Ủa vậy hả? Dễ thương quá bạn. Ship chỉ thấy Ruth cầm cái bọc thôi. Vậy hả? Nhưng mà Ruth thiệt sự là Ruth mang cái bộ đồ dễ thương lắm. Ship chạy như máy điện vậy trời. Phải chạy nhanh làm nhiệm vụ để mà còn nhận thưởng chứ. Chạy muốn rớt cái chân người luôn. Tham gia cho các anh bên công viên đi. Đây, ok. Đây là anh đàn, cái đàn hay sao nè. Thấy cái hướng giống vậy nè. Xa dữ vậy trời, chạy. Tưng 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 chạy. Chạy rối loạn. Chị đình luôn. Ok, là nhận hướng. Nhận cái trứng, ai cũng có cái trứng vậy á. Ủa mà có phải là ai cũng nở ra con giống nhau không? Đúng rồi, y chang à. Trời ơi, phải không vậy? Có một kiểu à. Không, đứa nghĩ là phải nhiều kiểu á. Không, đã nói là một kiểu mà. Không tin. Về ấp đi biết. Rồi, ok, cảm ơn anh nha. Giờ em phải về nhà để em ấp đây. Mời mọi người tới để coi thử Ruth ấp ra con gì. Xíu mời. Ok. Tới chưa? Đó. Mới có hai người nè. Kêu chưa tới gì hết trơn. Kêu đi nhanh. Từ đó rồi, mọi người tới rồi đó. Đó mọi người, Ruth sẽ ấp ra con gì đây? Con mèo hả chứ con gì? Không tin. Ôi sao nó có hình con mèo sù sù vậy? Người ta cho Ruth thời gian đó. Ủa vậy hả? Ôi. Rồi con mèo luôn rồi. Dạ ơi. Con mèo đúng rồi. Nhưng mà cũng dễ thương. Bây giờ Ruth sẽ đặt tên cho nó nè. Ship đặt tên cho con mèo Ship là shipper. Ruth đã có con Tiêu và con Muối rồi, bây giờ Ruth sẽ đặt con Chanh nha. Tại vì ở nhà Ruth cũng nuôi thêm một con tên là Chanh đó, nên là Ruth đặt Chanh. Ok. Có con gà nữa, chấm ăn ngon ha, Muối Tiêu Chanh. Rồi, ok. Mà nghe nói là có mấy kiểu tóc mới, lại đồ mới nè, để Ruth coi xem. Đồ dễ thương nhưng mà toàn bán bằng vàng không à các bạn, nên là Ruth không có mua, tại vì Ruth không có nộp vàng. Ruth thiệt là nghèo nè. Nhưng mà có tóc mới nè, tóc mua bằng kim cương. Ấy, có cái đầu tóc này giống cái đầu tóc mà Ruth hay cột nè, để Ruth bỏ ra thử cho mọi người coi. Đó. Dễ ghê quá đi, trời đất ơi. Không. Đó đó. Giống cái đầu tóc mà bình thường Ruth hay cột để mà quay video nè. Xấu thiệt sự, ai cũng nói xấu kìa. Không? Xấu quá đi. Ủa, nhiều ngáo trời. Ngáo. Có đâu. Xấu quá. Cái gì vậy trời? Xấu thiệt mà. Ôi con gì vậy? Con sứa đó. Ôi to dữ luôn hả? Trời to đùng luôn. Ôi cao bằng cần câu 20, 200 kim cương hả? Ok. Ship tưởng là cái rưỡi cầu không? Ruth cũng tưởng vậy. Bây giờ Ruth sẽ thay cái đầu khác đi. Chứ cái đầu này bị chê cười quá các bạn. Thay bằng cái đầu cũ đi. Ngày bây giờ mình đi câu cá thử bằng mai đi. Cầm chữ R chạy tung tăng.
Đó, bây giờ có rất là nhiều cá mới luôn nè các bạn. Nhưng mà Ruth không biết tên cá. Hình như con này Ruth nghe nói là thiên thần biển cả gì á, nhưng mà nó chỉ là bóng ba thôi, chứ không phải là bóng hiếm. Để coi hôm nay Ruth có câu được con thiên thần biển cả này không nha. Có con cá rút không? Có hả? Để Ruth nhảy xuống. Có. Ok, câu thôi. Trời ơi. Ai cũng câu bằng cần 200 kim cương á. Có đứa chứ ship nghèo quá. Đứa thì câu bằng cần câu con cá heo. Đứa thì câu bằng cần câu 12 kim á, 15 ngàn chứ. Shipper đâu còn thành viên rớt đâu nè. Lấy kim cương chị. Rút cũng vậy. Câu thấy con cá đầu tiên là thấy xu xu rồi đó. Rồi thêm nữa. Sao vậy trời? Câu thứ ba mà không có được là... Ui, có câu được con gì nè. Con cá mặt thỏ biển. Con này cũng... Thôi đi mua cần, mua cần. Mà tranh thủ để đứa coi thử quà tặng cho lần cập nhật này là cái gì nè. Trời ơi, bèo nhỏ có 10 kim cương à. 1.000 tiền sao. Một cái trứng với lại một cái mũ gì nè. Ủa, mũ y tinh là phải mở. Ủa, em như bao lì xì á ship. Trời ơi, rất giàu quá vậy. Ui, VIP luôn kìa. Ghê không? Ghê. Nhưng mà mắc quá. 200 kim cương, mua còn có 19 kim cương à. Thôi, bây giờ mình đi câu cá đi. Để đứa test thử cái cần này như thế nào. Một con là xu rồi đó. Con thứ hai nè. Trời ơi, vẫn xu. Gì vậy trời. Trời xu luôn. Giờ rút vô bãi biển. Ui, cái con gì vậy? Cá nẻ điện nhưng mà cũng có ghẻ rồi các bạn ơi. Cá ban gai. Dễ thương mà sao nó lại là cá ghẻ nhờ. Không biết nữa. Ui, bóng bốn. Trời ơi, sao rút bóng ghẻ không mà mọi người bóng bốn không vậy? Nên con hải nạn hả? Ui, mới nói. Bóng bốn. Ơi, đừng ai ra nha, để rút câu nha. Chứ ông là hụt quá rút đó nha. Chết, có ai cầm cá ra khoe kìa. Ê, đừng. No. Rồi xong. Hụt mất tiêu rồi. Trời đất ơi, sớm giờ mới có. Tức quá đi à. Thôi không câu nữa. Giờ vô đứa nghe có cái hộp đây mới nè. Nhưng mà hết kim cương rồi. Nhưng mà hộp này nhìn cái áo giống y áo hoa hồng á trời. Thôi không hứng thú lắm các bạn. Tại vì đứa chỉ thích màu hồng, không thích màu trắng. Rồi giờ đứa về nhà coi mấy cái cái gì ta, gọi là mấy cái vật phẩm hả? Không phải vật phẩm mà là cái đồ trang trí mới. Cái này phong cách của ngoài đường phố hay sao á. Nếu mà sử dụng mấy cái này thì các bạn có thể trang trí thành một thị trấn nhỏ ở trong nhà của mình á. Hôm nào Ruth rảnh Ruth sẽ mua hết để decor cái nhà của Ruth thành một cái thị trấn nhỏ luôn. Dễ thương lắm luôn á. Có đầy đủ luôn, ghế đá nè, thùng rác nè, biển báo nè, quá trời luôn. Có cả cây xanh nữa. Cũng được ha. Còn đây là thêm một cái tính năng mà được cập nhật trong lần cập nhật lần này nè. Đó là mình có thể tìm sản phẩm. Nó vậy cũng rất là tiện, nhưng mà để Ruth tìm thử ghế màu hồng thử nó có ra được không. Không có được các bạn, nó chỉ phân loại sản phẩm theo cái tên, ví dụ như ghế hoặc bàn hoặc là giường thôi, chứ không có phân theo màu nữa. Nhưng mà vậy cũng rất là tiện rồi. Tại vì mỗi lần Ruth tìm cái gì để mà trang trí là rất là mệt. Còn đây là phần quà tặng mà mình có thể gửi tặng cho bạn bè. Thiệt ra thì nó cũng không có gì nhiều, không thích cái nào ở trong này hết đó. Nhưng mà có cái mũ thì giống cái bao lì xì như được trước Tết đó các bạn. Nói chung bản cập nhật lần này thì đứa cũng không có cảm thấy hứng thú gì nhiều. Chắc là tại hôm nay đứa không câu được cá to. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Ruth. Hy vọng các bạn sẽ thích những video của Ruth. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.